Mày đắp wifi đi. Hello, hello cả nhà. Kêu phục wifi của mày á, tắt cái máy á. Kêu giọng luôn, kêu giọng tắt luôn. Hello cả nhà. Hiện bây giờ là gia đình Chế đang ở Villa Long Phụng tại thành phố Vũng Tàu. Ở villa cho thuê của bạn Chế nha. Số 6 trên 6 Trần Phú nha. Bây giờ là gia đình Chế đang ở villa, bây giờ đang chuẩn bị làm đồ ăn để mà ăn chiều nha. Đồ là toàn là của người ta cho không à. Hello, hello cả nhà. Đây là villa cho thuê của bạn Chế nè. Ai muốn ở thì liên hệ với Chế với số điện thoại Chế có ghi lên trên đó đó nha. Đang làm đồ ăn, đang làm đồ ăn, đang làm đồ ăn. Người đẹp Quế Nguyễn ghi số điện thoại lên đi. Đây đây. Đang ở villa cho thuê tại thành phố Vũng Tàu nha cả nhà. Cả nhà ơi, hãy chia sẻ đi. Ai có đi ra Vũng Tàu chơi thì tới cái villa này số 6/6 Trần Phú, rất là đẹp nha. Có hồ bơi luôn. Hello chị đẹp Hải Sơn của em. Hello mập yêu của chị. Đây bây giờ đang làm nè. Đang làm đồ ăn nè. Cá lăng nấu canh chua nè. Rất là ngon nha. Đây đang làm ra. Mình tự làm như gia đình của mình. Đây đây đây. Đây đây. Đang gà xào. Gà xào sả ớt nè. Đó. Cái này là canh chua nè. Đó. Đó ngon. Giá hả? Người đẹp Quế ơi báo giá giùm. Đây đây. Để bỏ sả ớt vô coi. Đây đây. Gà xào sả ớt nha. Bỏ ớt vô, gà xào ớt vô, giờ đổ vô coi. Hấp dẫn. Gà xào sả ớt luôn. Đây, bữa nay dắt đàn con thơ đi. Cái này gà, gà của chị Tu cho. Cua cũng của công tử Bạc Liêu cho. Nói chung là cho hết. Đây, villa Long Phụng cho thuê nha cả nhà. Rất là đẹp, có hồ bơi luôn. Đây, đây. Có hồ bơi luôn nha cả nhà. Đây, đây, có hồ bơi luôn. Đây, đây, đây. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đây. À, cái này cho thuê một đêm nhiêu mà đẹp Quế? À, cái này đại gia đình ở một đêm thuê 8 triệu nha. 6 phòng, có thể mình ở được từ 15 tới 20 người. Ăn uống thoải mái nha cả nhà. Đây, điện nước bao luôn. Chút xíu ra tắm hồ bơi. Đây, cua đây. Cua hấp nước mắm xong rồi, đây. Rồi, đang live stream, đang live stream. Đừng gọi nữa, đừng gọi nữa. Đây, 7kg cua đã luộc chín xong. Đây, đây. Đây, đây. Đây, ngon chưa cua nè. Đây, đây, đây. Cua biển nè. Nói chung là đang làm nè. Ekip đang làm rất là ngon. Đây, Chế có đem đồ ăn của Chế theo nữa để dự trữ. Khô bò nè, khô gà nè, chùm ruột nè, muối ớt của Chế nè. Đó, thấy chưa? Chế đem quà ra biếu cho mấy tình yêu ngoài Vũng Tàu của Chế. Mấy anh chị rất là dễ thương. Đây, người đẹp Cam Trần nè, người đẹp Bình Thanh nè, người đẹp Trà Thu Đòn nè, người đẹp Lâm Thu Trà nè, anh Cường Râu nè, người đẹp Bác Sĩ nè. Rồi người đẹp Lon nè, bà xã của anh Công nè. Nói chung là nhiều lắm. Tại thành phố Vũng Tàu, ngay cáp treo luôn. Đây đây cả nhà ơi. Ở một như là mình ở một đêm 8 triệu, nguyên gia đình luôn. Có thể là một gia đình ở từ 15 tới 20 người nha. Quậy thoải mái, đầy đủ đồ chơi luôn. Có bếp nướng buffet luôn. Đây. Đẹp lắm nha, chút xíu tắm hồ bơi. Bữa nay Chế sẽ thay đồ bikini. Chế sẽ biểu diễn tại hồ bơi này nha. Cả nhà muốn xem không? Xem đừng có ói nha. Ai mà ói là đừng có xem. Còn đây là phòng khách đây. Đây đây đây. Cô chủ đó, cô chủ đang ngồi đó. Đây, Kitty Quỳnh Anh vừa chụp hình chiếu ống kính xong. 8 triệu một hôm thôi, chứ mấy hôm trời. Ở gần 20 người lận. Cả nhà ơi, 8 triệu một đêm, 6 phòng, mình ở gần từ 15 tới 20 người nha. Chứ mà
ở nhiều đêm là lỗ chết à. Đây chút xíu nó chế xuống hồ bơi, chế sẽ mặc bộ đồ bikini cạnh tranh với Hồ Ngọc Hà nha. Đây đang làm đồ ăn nè, chế bơi chứ, mặc bikini là phải bơi. Đây đồ ăn ngon chưa, hồ bơi rất là đẹp nha. Đây 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 có hồ bơi luôn. Đúng rồi, rẻ rồi, bằng người ta ở một đêm ở bên Cồn Mẫu Cần Thơ đó, Buồn Hiêu 6 triệu một đêm rồi, còn ở đây người ta ở gần 20 người, quậy thoải mái, có lo kẹo kéo hát luôn, muốn nhảy đầm nhảy sexy, muốn làm cái gì đó thì làm nha. Đúng rồi, đây có bếp núc luôn, có 6 phòng luôn, đầy đủ nước nóng nước lạnh máy lạnh luôn. Đây đây đây, bị lấy gao đồ ra, cắt gao mới giữ gao đồ ra đó, gà xào xào ớt chín chưa, đang làm nè. Ừ. Đúng rồi, năm ngoái cũng chế cũng ở, nhưng mà chế ở kế bên, năm nay là chế ở cái chỗ mới để cho thấy nó lạ nha. Đây cái tiên của năm nè, nói chung là ở đây là rất là thoải mái, muốn nhảy sexy cũng được, muốn làm gì đó thì làm nha. Đây cua biển đã hấp xong rồi, bây giờ là chờ ăn thôi. Đúng rồi, nói bạn của chế, nói là em là fan, em là mà bạn của chế giao, rồi người ta còn được ưu ái nhiều thứ lắm nha. Ừ, nhưng mà mùa này là mùa du lịch, là phải đặt trước đó, chứ không là không có phòng đâu. Chế ở đây 2 đêm, xong rồi đêm thứ 3 chế phải dời qua cái villa khác nữa, chế quảng cáo tiếp nữa. Nó dơi nói gì chứ, tại vì khách người ta đặt là chế phải đưa cho người ta ở. Một đêm 8 triệu, ở từ 15 tới 20 người, có 6 phòng, đầy đủ tiện nghi, hồ bơi đầy đủ luôn, đầy đủ đồ chơi luôn. Đây, tha hồ, nhảy đầm nhảy sexy, muốn làm gì đó làm nha. Bia có sẵn luôn, tủ lạnh có bia sẵn luôn. Đây hả, đầy đủ đồ chơi. À, villa Long Phụng 8 triệu một đêm, mua gì? Bia đó, bia gì? Bia gì vậy Vũ? Trời ơi, uống kem đi. Ở Sài Gòn hả? Uống mẹ Sài Gòn đi. Leo núi khó đi, uống mẹ đi. Người đẹp Cam Trần ơi, chế có đem quà qua cho mấy người đẹp đó nghe. Tuấn Minh Lý không chịu đi, đẹp lắm cơn. Chút xíu nữa bắt đầu nhảy sexy nè. Bảo, đây Bảo đây. Ờ, kéo bạn xuống ở đi, có số điện thoại đó, liên hệ đó, em là fan của chế, người ta sẽ ưu ái cho mình nhiều thứ lắm. Là ai ở sẽ được tặng thùng bia Sài Gòn nha, chế tặng nha. Biệt thự Long Phụng, số 6/6 đường Trần Phú. Đó. Đây nghe cả nhà, mà mùa này phải đặt trước á, cái gì cũng vậy hết trơn á, có chế nhúng tay vô là phải đặt trước mới có. Sướng gì đâu, dắt mấy đứa con đi nghỉ hè, năm nay đứa nào cũng học giỏi hết. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Bây giờ nè, muối tiêu đâu, chanh rồi, chuẩn bị ăn. Chuẩn bị ăn. Ê, cái gà sao nó trắng quá vậy? Chưa mà. Chưa. Đây đang làm. Đây. Ngon chưa? Ngon chưa? Dạ thầy, thầy ra đây ở đi, sẽ được khuyến mãi.
nghe thầy. Thầy cứ dắt đệ tử ra đây đi, nói là quen với chế giao là ok, cô chủ sẽ ưu ái cho thầy, sướng lắm thầy ơi. Gần 20 người ở luôn, có đầy đủ bếp núc, lò nướng, lò đồ, rồi nướng than luôn. I love you mọi người. Biệt thự cho thuê Long Phụng nha. Ê Đại, mày lấy đôi dép cho tao, tao đi vòng ra phía sau coi. Cái cục wifi không biết tới không nữa. Chị mới mua cục wifi mấy triệu bạc đó, chị chịu chơi lắm. Đang live stream, live ơi đồ. Cái này là phía sau nè. Cái này là phía sau biệt thự nha. Góc nào cũng đẹp hết. Mình vô mình làm tự do như cái nhà của mình vậy đó. Chết mẹ, đóng cửa rồi. Ê, cửa này đi không được, để em ăn trước lại. Ở Vũng Tàu, villa cho thuê một đêm 8 triệu, 6 phòng ở từ 15 tới 20 người nha. Có bếp núc luôn, có lò nướng, có tủ lạnh, bia bọt rồi để sẵn luôn. Đây, đây, ngon chưa? Đồ ăn để tủ lạnh sẵn luôn. Đây. Hello, người đẹp Hạnh Lê. Cua bò của chế nè, đem ra biếu cho mấy anh chị ở Vũng Tàu nè. Bảo lớn lắm rồi. Năm nay Bảo được học sinh do xuất sắc nè. Bữa nay chị dắt hết nguyên một đàn lính với đi chơi. Hello người đẹp Bình Thanh ơi, chế có đem quà qua cho người đẹp Bình Thanh đó nha. Đây, cả nhà thấy đẹp chưa? Đây, villa cho thuê Long Phụng nha. Một đêm 8 triệu. Đó, sang trọng nha, đẳng cấp nha. Đây, có chỗ nướng mà đồ nướng luôn. Vừa ăn vừa nhảy đầm, vừa tắm hồ bơi, vừa nhảy sắc si luôn. Ai muốn múa lambada gì đó thì múa. Chưa có tắm. Mời, bữa nay muốn bệnh rồi. Đây, villa cho thuê Long Phụng, một đêm 8 triệu, ở từ 15 tới 20 người. Có số điện thoại đó. Ủa, mình đẹp Quế, bí đỏ đang nước về hả? Cái đó là cái gì nữa không? Làm ra 2-3 dĩa. À không, còn nữa kìa. À, để vô cái ê, vậy là múc vô tô luôn hả Tứ? Múc vô tô đi, lấy ba cái tô bự ra chứ đâu có bếp. Hello người đẹp Cam Trần, chế có đem quà qua cho mọi người nhiều lắm nha. Ngày mai chế sẽ cho ship lại, gáp ship tới nhà mọi người hết. Chắc mấy đứa nó đi chơi, dắt nhân viên đi chơi. Đây, Bảo nằm xuống đó đi. Bảo làm người mẫu đi. Đây, tắm hồ bơi xong rồi nằm phơi luôn, phơi thai luôn. À, người đẹp Cam Trần ơi, dắt mấy đứa con đi nè. Năm nay mấy đứa nào học giỏi quá, cho nó đi chơi. Bảo năm nay học xuất sắc luôn. Đây, Bảo kích ti quần anh mén rồi, học giỏi hết. Đây là cua nè, đây là cua của công tử Bạc Liêu Phú Đức cho nha. Đây, cho cái chục ký lô nè lên ăn cho nó đã luôn. Người đẹp Cam Trần biết sao, chế thấy mọi người lu bu quá rồi cho nên là chế chưa có cho mọi người hay nha. Đây. Hoàng Vũ, em ở đâu? Đây, gà xào sơ ớt đây. Bây giờ thả cá vô. Thả ra bưng vô à. Muốn nước gì? Muốn đâu, không có lẩu quá. Không có muốn.
Mình đâu có muối không đâu. Có muối. Này mua ớt đem cũng được nè. Lẩu có cái gì trong mình bắt ăn. Đâu có muối đâu, không có bột ngọt chứ được không à. Đây đây, hồi Chế đi chơi đừng kêu Chế đem đồ. Nha, muốn ăn gì đặt Chế đi kia gửi ra cho. Thôi bây giờ chuẩn bị ăn rồi. Ăn rồi cả nhà ơi. Cua ngon quá nè. Cua xuất sắc chưa? Đây. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Đợi vừa leo vô. Cái thằng nó bị bệnh. Có mua. Bà bỏ quên lại rồi, bây giờ bà lên. Ở đây nè Tú. Đây. Ê cá bỏ phân nửa vô trước là sao? Phân nửa trước đi rồi bỏ vô sao? Bảo hả? Bảo rồi tắm hồ bơi nhưng mà mơi mới cho tắm. Thôi chắc Chế bye bye cả nhà nha. I love you mọi người. I love you. Chế ngoài này tới 3 ngày lận.